Còn anh trao này lại bị bất nhịp thôi mà. Anh có tay cao lên, đúng rồi. Đây là bài trình diễn rồi anh. Nếu vào chung kết là có bài biểu diễn nên mình cứ phun hết mình đi. À cao lên. Rồi. Hả? Chưa ghi. À ở của máy anh Hùng đấy. Nhưng mà em ghi trên YouTube là anh. Cố lên. Có cao lên, thả mạnh lên. Có cao tay lên. Bắt trượt. Bấm máy lên dây hay dây hả? Đúng rồi, dây của người ta trao người đi tính là rất là lợi. Bắt đầu nhảy lên bấm máy, bấm dây nó khác. Tất cả dây về cộng thêm người ta 2 dây người ta cũng rất là lợi. 2 dây chưa được một xích. Linh thử lên như nào. Cho anh thì xuống lên luôn chứ không có tối. Vâng, 16 giây vẫn đạt tốc độ đấy, anh nhanh lên. Có 76 giây một vòng quá đạt tốc độ. Anh về đây làm, nếu mà về đây anh được khoảng 95 giây là anh thừa 3 xích. Cố lên. Đấy, bây giờ là xử lý được điểm tay yếu rồi đúng không? Đấy, nó có thi nó phải khác. Vậy khi là đu lên đấy sợ là cứ co vào, bây giờ là dám thả ra. 44, nhanh lên. Thừa 4 xích đấy. Thừa 4 xích luôn. Anh nhanh lên. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.